mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục tiêu điểm nhân vật nơi mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin về những nhân vật xuất hiện trong anime. Chắc hẳn các bạn đã từng ít nhất một lần nghe đến cụm từ Jojo, có thể qua mấy hình chế mang phong cách Jojo. Hai câu nói nổi tiếng của Dio có thể là qua những bài hát nổi tiếng.

Jono Giovanna, nhân vật chính của phần Golden White, cậu là Jojo thứ năm của series Jojo BJ Adventure. Là con trai ngoài giá thú của Dio, cùng với cơ thể bị đánh cắp của Jonathan Joestar. Jono Giovanna lần đầu tiên giới thiệu về cái tên Haruno Giovanna, một thiếu niên mang nửa dòng máu Nhật Bản sống tại Ý. Cậu có dự định gia nhập băng đảng mạnh mẽ Passione và ước mơ trở thành gangsta và sự kết hợp giữa gangster và Josta được khôi phục bản chất ngày xưa cho những mafia suy đôi. Jono là người dùng Stan bẩm sinh với năng lực ban tặng sự sống của Goll Experience. Về ngoại hình, Jono là một cậu bé tuổi teen có chiều cao trung bình và dáng người mảnh khảnh nhưng khá cơ bắp, tầm bắp nhỏ hơn nhiều so với các Jojo trước đây. Và đây chính là xu hướng nhân vật chính của thời kỳ này. Cậu có mái tóc vàng có độ dài vừa phải, được tết lại phía đuôi, với ba lọn tóc quá khổ đặc biệt được xếp thành một hàng trên trán. Tóc của cậu ban đầu là màu đen và đã đổi màu sau khi đánh thức Stan đôi mắt của cậu sách lên tương tự như của cha cậu. Juno mặc một bộ đồ hai mảnh với đuôi áo caro và một số đồ trang trí công phu, bao gồm biểu tượng hình đôi cánh trên cổ áo và một lỗ mở hình trái tim ở vùng ngực. Điểm đặc biệt nhất của bộ đồ của cậu ta là ba biểu tượng bọ rùa nằm ở hai bên ngực và ở ngay bên dưới khóa kéo, phù hợp với dáng vẻ của Stan mà cậu sở hữu. Sau này, đôi giày của cậu ta cũng có biểu tượng bọ rùa ở trên. Cách phối màu cho bộ đồ của cậu thường là màu vàng và màu hồng, có viền màu xanh lá cây. Tuổi thơ của Jono tràn ngập bất hạnh và cô đơn do những kẻ bắt nạt và sự lạm dụng của cha dượng. Trong thời thơ ấu, cậu lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ ai và tin rằng mình là cạn bã chỉ vì cách mọi người đối xử với cậu. Và khi cậu kết bạn với một tài xã hội đen bị thương mà cậu đã cứu, tính cách của cậu đã thay đổi. Khi người đàn ông từng được Jono giúp đỡ bảo vệ cậu khỏi những kẻ xấu xa, cậu mở lòng hơn với mọi người. Kể từ đó, cậu trở thành một người tự tin và đầy hoài bão. Một đặc điểm của Jono mà ai cũng nhận ra ngay chính là quyết tâm của cậu, là khả năng đưa ra quyết định quan trọng mà không hề do dự, ngay cả khi đối mặt với nỗi đau. Xuyên suốt phần Golden White, bằng quyết tâm ngay cả trong sức nóng của trận chiến, cậu sẵn sàng chấp nhận thương tích nếu cần thiết. Là một người đầy tham vọng, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu cuối cùng, là trở thành một gangster. Khi bắt đầu hợp tác với Bruno Bucciarati, Jono nhanh chóng thâm nhập vào băng đảng và dần dần tiến lên trong hàng ngũ mafia. Vụ ám sát Polpo của cậu là cách để Bucciarati được thăng chức. Sau đó, Giorno cũng cố gắng đích thân tiếp cận boss của Passione và lên kế hoạch lắp đặt thiết bị theo dõi lên người hắn ta. Là một thiếu niên rất nghiêm túc, tâm trí của Giorno không đi lạc khỏi nhiệm vụ và những mục tiêu mà cậu đã đặt ra. Tuy nhiên, đôi khi Giorno cũng nghĩ về những thứ bình thường như bánh pizza Margherita thơm ngon từ Napoli, ngay trước khi bị tấn công bởi Notorious Big. Jono có xu hướng tiếp cận mọi thứ với một thái độ bình tĩnh, ngay cả khi phải đối mặt với nguy hiểm. Cậu hiếm khi nổi giận, ngoại trừ việc đối với kẻ thù. Với những người khác, Jono đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng mà cậu tin rằng là họ xứng đáng. Cậu dường như đã thừa hưởng cả hai đặc điểm của Jonathan Josta và Dio Brando. Cậu ấy có một trái tim lương thiện và muốn giúp đỡ bất cứ ai có lòng tốt. Nhìn chung, cậu có công lý của riêng mình và không thỏa hiệp. Tuy nhiên, Juno rất coi trọng cuộc sống và luôn tìm cách để không ai bị thương, thậm chí tự đặt mình vào nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp, cậu sẽ đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm và biến mình thành mục tiêu để hỗ trợ cho đồng đội. Cậu cẩn thận lên kế hoạch cho từng hành động để đảm bảo rằng cậu luôn thoát ra khỏi nguy hiểm. Mặt khác, Juno sẽ trừng phạt không do dự những kẻ làm tổn thương người khác. Ngoại trừ Bucharati, người mà cậu tha mạng vì là một người chính trực, Juno đã giết mọi kẻ thù mà không hề do dự và tất cả đều chết một cách khủng khiếp mặc dù sống nội tâm và yêu màu tím thủy chung jono thường tỏ ra táo bạo tự tin khiến cậu trông như một người hoàn hảo khi ở một mình jono tỏ ra hài hước hơn và chỉ trong những khoảnh khắc này cậu mới cho phép mình suy nghĩ về những điều khác ngoài mục tiêu hoặc hành động nghiêm túc sự lạm dụng của cha mẹ cậu đã tạo nên thói quen quan sát người khác của cậu giúp cậu có kỹ năng suy luận nhưng cũng khiến cậu trở thành một người im lặng cho đến khi cần thiết jono lịch sự với bề trên và không bao giờ chửi thề tuy nhiên cậu không ngại bày tỏ ý kiến của mình ngay cả khi họ mâu thuẫn với đồng đội. Jono cũng có thói quen tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, dẫn đến việc cậu hoảng loạn khi kế hoạch thất bại. Tuy nhiên, cậu dần học được cách tin tưởng đồng đội và tận dụng khả năng của họ. Thay vì hành động đơn độc, Jono hợp tác hoàn toàn với họ, Cách cả khi Jono không thể tự mình hành động, cậu vẫn giúp đỡ đồng đội mình để giành chiến thắng. Experience là một trong những stand linh hoạt nhất trong series. Nó có khả năng tạo ra và điều khiển sự sống, giúp Jono tạo ra thực vật và các động vật nhỏ, được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, từ ngụy trang đến theo dõi. Là một loại stand tầm ngắn, nó cũng có khả năng tung ra hàng loạt các củ đấm nhanh được Jono sử dụng với mục đích tiêu diệt kẻ thù. Gold Experience Requiem thu được sau khi Jono đâm mũi tên xuyên qua Gold Experience nó có khả năng biến ý chí và hành động của đối phương về con số 0 Bất cứ ai bị Requiem giết cũng sẽ bị bỏ qua kết quả và để lại nguyên nhân Hay nó đơn giản là không thể chết mà buộc phải bước vào vòng lặp cái chết vĩnh viễn Khả năng thứ nhất của Jono chính là trí thông minh Jono là một nhà chiến thuật tài năng luôn tìm hiểu khả năng và kế hoạch của đối thủ trước khi hành động. Sau đó, cậu sử dụng khả năng quan sát của mình để thăm dò điểm yếu của đối thủ và dự đoán những gì họ sẽ làm và phản đòn sử dụng Stun cùng với trí tưởng tượng vượt trội jono mang đến rất nhiều bất ngờ việc khai thác sức mạnh của gold experience và đặc tính động vật mà cậu biến đổi từ vật thể cho phép jono nhanh chóng định vị hoặc theo dõi đối thủ hơn nữa cậu rất giỏi trong việc sử dụng môi trường để làm lợi thế cho mình giúp cậu lập ra kế hoạch ngay tại chỗ Juno đã thể hiện bản thân trong việc hợp tác với những người dùng Stan khác với hiệu quả tối đa, đặc biệt là Mister, người đồng đội thân thiết. Juno có thể khai thác sức mạnh của đồng đội gần như hiệu quả như của chính mình, tính đến chính xác khả năng của họ và sử dụng chúng trong chiến thuật. Khả năng thứ hai của cậu chính là kiến thức uyên thâm. Juno rất am hiểu về sinh học, kiến thức bách khoa về động vật và thực vật cho phép cậu biến đổi các vật thể thành dạng sống phù hợp nhất với mục tiêu của mình, giống như suy ra sức mạnh của kẻ thù. Khả năng thứ ba của cậu À, không liên quan lắm là sức thu hút. Juno là một người lôi cuốn, có thể dễ dàng thuyết phục mọi người về phía mình thông qua lời nói và hành động. Thói quen quan sát đồng đội của cậu cho phép cậu tìm ra cách tốt nhất để gây ấn tượng với họ và biến họ thành đồng minh, cho họ quyết tâm và tự tin khi làm việc với mình. Có thể nói rằng đặc điểm này có khả năng được thừa hưởng từ cha cậu, Dio. Khả năng thứ tư của Juno chính là tài trộm cắp tài tinh. Như chính cậu đã thừa nhận, Juno là một kẻ móc túi hoàn hảo mặc dù chỉ mới thể hiện một lần, nhưng kỹ năng của cậu là không thể phủ nhận khi cậu có thể đánh cắp ví của một người bảo vệ trong nhà tù, trong khi người đó đang lục soát cơ thể của cậu. Khả năng thứ năm của Jono chính là khả năng giấu tai. Cậu có khả năng nhét toàn bộ tai vào trong đầu và đó là khả năng đầu tiên mà cậu thể hiện trong series. Tuy nhiên, mặc dù khá là thú vị nhưng nó lại không có công dụng trong thực tế. Vừa rồi là những thông tin cơ bản của Jono Giovanna mà mình đưa đến cho các bạn. Thông tin về những nhân vật tiếp theo sẽ hoàn toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến của các bạn trong phần bình luận để chúng mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.